Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Nội dung của video hôm nay sẽ là bài dịch Vị đắng trong cà phê là gì và liệu nó có tốt hay không. Từ đắng trong ngành công nghiệp specialty coffee đã trở thành cái gì đó rất là đáng sợ. Tất cả chúng ta đều biết cà phê tốt thì nên có vị ngọt và sự cân bằng, có thể thêm một chút vị chua. Và một điều chắc chắn ta sẽ không cần phải thêm đường để ly cà phê có thể được uống ngon hơn. Vậy điều gì đã khiến cho cà phê trở nên đắng và liệu rằng nó có thực sự xấu hay không? Hãy cùng nhau tìm hiểu vị đắng này thông qua bài viết. Vị đắng có luôn mang nghĩa xấu. Không phải lúc nào vị đắng cũng luôn là một điều xấu cả. Sự thực thì nếu tất cả cà phê mà không có vị đắng thì bạn sẽ thấy nó quá chua hoặc là quá ngọt. Điều quan trọng ở đây là sự cân bằng. Với một chút vị đắng ở bên trong cà phê sẽ đảm bảo được tính phức tạp và bổ sung nhiều hương vị khác nhau. Mà ngay lúc đó, ly cà phê của bạn sẽ không có các hương vị này át đi các hương vị kia. Vấn đề nằm ở chỗ, đại số chúng ta được phục vụ một ly cà phê quá đắng gắt thay vì cân bằng. Xu hướng này đã chống lại các đặc điểm cần thiết thuộc về bản chất của cà phê. Tuy nhiên, chúng ta cũng không chắc chắn rằng liệu đắng quá mức có phải là điều xấu hay không. Vì vậy, ta phải hiểu rõ thực sự vị đắng là gì. Vị đắng là gì? Ai cũng có thể nhớ khi mình nếm một cái thứ gì đó đắng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, vị đắng mà bạn cảm nhận từ thức ăn, đồ uống lại không giống với vị đắng mà người khác cảm nhận được. Tức là hương vị sẽ thay đổi theo tùy khẩu vị của mỗi người. Một điểm quan trọng nữa là không chỉ hương vị mới tạo nên vị đắng mà còn có sự kết hợp từ nhiều yếu tố như là khứu giác, cảm xúc, âm nhạc và độ cao. Do đây là một chủ đề khác nên ta tạm thời không nhắc đến. Bài viết này sẽ chỉ tập trung đề cập đến vị giác mà thôi. Đã tới lúc khoa học ra tay để cho ta biết nguyên nhân gây ra vị đắng cà phê. Khoa học về vị đắng. Chúng ta đã từng nghĩ rằng lưỡi được chia làm nhiều khu vực khác nhau như một bản đồ vị giác, mỗi khu vực sẽ đảm nhiệm một chức năng cảm nhận từng vị như là đắng, mặn, ngọt, chua. Nhưng bây giờ chúng ta biết được rằng ta có thể cảm nhận hương vị ở bất cứ đâu trên lưỡi. Điều này là do các tế bào cảm nhận của lưỡi chứa rất nhiều các loại protein. Và khoảng 35 tế bào này sẽ phản ứng với các hợp chất có trong thức ăn tạo thành vị đắng mà bạn cảm nhận được. Theo The US America Institute for Quality and Efficiency in Healthcare. Và nó cũng đồng nghĩa với việc vị đắng của cà phê là các hợp chất hóa học do các hợp chất phenolic tạo thành. Một trong số hợp chất phổ biến thuộc dạng này là acid chlorogenic. Acid chlorogenic chiếm khoảng 8% khối lượng hạt khô trong hạt cà phê Arabica nhân xanh và làm ảnh hưởng đến nhiều giác quan của con người từ cà phê. Có rất nhiều acid chlorogenic, nhưng chúng ta chỉ đề cập đến hai loại cụ thể nhất là phycaphaeolequinic, đây là loại acid phổ biến nhất trong cà phê. DICGA 3.4 decaphaeolequinic là chất chịu trách nhiệm cụ thể cho vị đắng trong cà phê. Mặc dù đại đa số vị đắng đến từ acid chlorogenic, nhưng tôi cũng cần giải thích thêm là caffeine cũng góp một phần vai trò nhất định, mặc dù vai trò này chỉ thuộc dạng thứ cấp. Từ Veronica Belchior, một Q-grader, cũng là người đã nghiên cứu mối quan hệ giữa các hợp chất hóa học và hương vị. Vị đắng từ cà phê nhân xanh. Khi ta đề cập đến vị đắng của cà phê, thì chúng ta hãy thường nghĩ ngay đến việc rang cà phê, đương nhiên là còn có thể nhiều hơn thế nữa. Nhưng có một số giống cà phê có vị đắng hơn một số giống cà phê khác. Hãy bắt đầu từ giống Robusta, chúng có vị đắng nhiều hơn các giống Arabica. Bởi lẽ, giống Robusta có acid chlorogenic và caffeine chiếm hàm lượng cao hơn giống Arabica. Acid chlorogenic chiếm khoảng 10% khối lượng bên trong hạt Robusta, nhiều hơn khoảng 2% trong hạt Arabica và hàm lượng caffeine trong hạt Robusta gần như cao gấp đôi hạt Arabica. Tuy nhiên, vị đắng không chỉ bị ảnh hưởng bởi các giống cà phê khác nhau. Vào năm 2006, Adriana Farah và Carmen Marino Donaghello đã xuất bản một nghiên cứu về các hợp chất phenolic có trong hạt cà phê. Tựa đề là The Brazilian Journal of Plant Physiology. Và họ kết luận như thế nào?
Các yếu tố chung từ các giống cây cà phê, mức độ trưởng thành, điều kiện môi trường lẫn quá trình canh tác. Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến acid chlorogenic bên trong hạt cà phê nhân xanh, cũng như ảnh hưởng đến giai đoạn cuối cùng bên trong thức uống. Và chúng ta cũng nên chú ý vào khâu sơ chế, process, nhất là phương pháp gọi gió mùa, the monsoon. Đây là một phương pháp sơ chế truyền thống của Ấn Độ bằng cách phơi các hạt cà phê nhân xanh vào trong lúc gió mùa mang đi kèm theo sự ẩm ướt. Điều này đã làm giảm đi vị đắng lẫn acid chlorogenic trong hạt cà phê. Thêm nữa, ta nên thu hoạch các trái cà phê chín. Veronica Belchior giải thích rằng điều này là do các hạt cà phê chưa chín sẽ chứa nhiều hàm lượng acid chlorogenic. Khi mà chúng chiếm quá nhiều trong đồ uống, ta sẽ cảm nhận vị đồ uống có hậu vị khô và chát ở trên đầu lưỡi. Và liệu quá trình rang có gia tăng vị đắng? Ok, hãy để khoa học ra tay lần cuối nào. Điều gì đã xảy ra với acid chlorogenic trong quá trình rang? Như ta đã biết, acid chlorogenic chịu trách nhiệm cho vị đắng của cà phê. Thực tế thì chúng không thực sự đắng lắm, chỉ cho tới khi chúng bị phá vỡ liên kết bởi nhiệt độ. Sản phẩm sinh ra trong quá trình này có bao gồm acid lactonase và phenylindanase. Theo tiến sĩ Thomas Hoffman, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về đề tài này, đã nói vào năm 2007 rằng sở dĩ ta nhận thức được vị đắng là do quá trình tạo ra phenylindanase, hay dễ hiểu hơn là do quá trình rang cà phê. Hàm lượng phenylindanase trong cà phê còn có mối quan hệ với hồ sơ rang, roast profile. Hoffman mô tả như sau: rang nhạt đến vừa thì cà phê sẽ có nhiều acid lactonase hơn và tạo ra cảm giác vị đắng có tính dễ chịu. Mặt khác, rang đậm thì có nhiều phenylindanase hơn, sẽ tạo ra một vị đắng kéo dài, kéo theo đó là cảm giác đắng chát. Vì vậy mà rang nhạt đến vừa sẽ phù hợp với ai muốn uống thử ly cà phê ít đắng mà vẫn còn giữ được mùi hương, aroma, lẫn hương vị đặc trưng của cà phê ấy. Và như tôi đã đề cập ở phía trên, vị đắng còn bị ảnh hưởng bởi cảm nhận của người uống. Nên không có nghĩa là chỉ vì bạn không thích uống cà phê rang đậm thì người khác cũng như vậy. Làm thế nào để tránh lấy quá nhiều vị đắng khi pha? Từ những kiến thức trên, nếu bạn mua hạt Arabica rang nhạt thì bạn sẽ có thể tránh được vị đắng gắt. Thực tế thì không cần thiết phải như vậy. Để tránh vị đắng gắt, lúc pha bạn chỉ cần chiết xuất không quá nhiều, vì vị đắng gia tăng muộn nhất trong quá trình pha. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình pha như là phương pháp pha chế, mức xay hoặc là độ xay, nhiệt độ nước, thời gian pha. Có một nguyên tắc chung mà bạn có thể thực hiện như sau. Đầu tiên, hãy chắc chắn là mức xay của bạn phù hợp với phương pháp pha chế mà bạn sử dụng. Nếu mức xay giảm thì hãy tăng tổng diện tích bề mặt tiếp xúc lên. Điều này sẽ giúp bạn khai thác nhiều hương vị hơn. Nhưng một điều với cách pha drip hoặc là pour over sẽ giúp thời gian pha tăng lên, cũng làm tăng quá trình chiết xuất hương vị từ cà phê. Tiếp theo, hãy kiểm tra nhiệt độ của nước. Nước càng nóng thì càng dễ khai thác được hiệu quả từ hương vị lẫn mùi vị. Nên nếu mà bạn cảm thấy đắng gắt thì hãy giảm nhiệt độ của nước lại. Mức nhiệt độ sẽ là từ 80 đến 98 độ C. Mức nhiệt độ phổ biến hơn là từ 90 đến 96 độ C. Và cuối cùng là thời gian pha. Nếu cà phê bạn pha có vị đắng gắt thì có thể là do bạn pha quá lâu. Hãy nhớ đến sự cân bằng các yếu tố trên. Chỉ cần thay đổi một chút thôi thì cũng làm ảnh hưởng đến cả quá trình pha. Vị đắng vốn dĩ của nó không xấu, nhưng khi để nó lấn át các vị khác thì có thể đấy là cả một vấn đề. Khi ta đã có kiến thức về các hợp chất hóa học trong cà phê thì ta sẽ biết cách kiểm soát và pha chế đúng mức. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!